trung tâm có trụ sở đặt tại số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 trở đi, trung tâm sẽ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các sở ban ngành tỉnh đối với những thủ tục hành chính được công bố tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2019, các sở ban ngành tỉnh ngưng tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính quy định chuyển sang trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Khi trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chính thức vận hành, sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại, phục vụ tổ chức cá nhân ngày càng tốt hơn, sẽ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp mọi thông tin, dịch vụ tiện ích hành chính công, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua một địa chỉ duy nhất, khắc phục tình trạng phiền hà, đi lại nhiều lần, nhiều nơi. Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công tỉnh cùng với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long.